10 giờ sáng các bạn ơi, nắng chói chang luôn. Trên địa phận của xã Mỹ Hiệp này bạn. Đây là quốc lộ 1A các bạn nhé. Quốc lộ 1A qua xã Mỹ Hiệp, huyện Phú Mỹ. Đó, đường bên phải là chạy về Quy Nhơn, đường bên trái là chạy ra thị trấn Phú Mỹ. Đây, làng văn hóa thôn Vạn Thiện, xã Mỹ Hiệp. Công nhận vào ngày 8 tháng 4 năm 2023. Vâng các bạn, hôm nay thì tiếp tục review cái đoạn cao tốc nhanh nhất, tiến độ là ok nhất qua địa bàn của tỉnh Bình Định. Thì mình ghé Vạn Thiện này các bạn, xã thôn Vạn Thiện, xã Mỹ Hiệp, quay review cái đoạn này cho các bạn xem. Giờ này là 10 giờ sáng các bạn ơi, nắng ghê lắm, nắng chát chúa luôn, nóng nữa, thời tiết khô các bạn, rất là khô luôn, khó chịu. Cũng mong một cơn mưa nào đó nhỏ nhỏ thôi, giải nhiệt. Ok, chạy vào phía trong cao tốc các bạn. Từ đường quốc lộ vào đường cao tốc trong này thì đi ngang qua một cái đường ray xe lửa. Đường ray xe lửa nằm chính giữa đây các bạn. Cái chỗ này thì đường cao tốc cách đường quốc lộ 1A khoảng chừng chắc 2 cây trở lại các bạn, 2 cây số trở lại thôi, rất là gần. Đứng ở phía 1A thì nhìn vào thì thấy cao tốc rất là rõ luôn. Đó, phía trước đây là đường tàu lửa nè bạn. Tàu lửa chạy ngang qua song song với quốc lộ 1A. Vâng các bạn, đây tàu lửa đây. Dừng lại và quan sát tàu họ khi qua đường. Khi mà tàu đến thì mấy cái barrier này nó sẽ báo hiệu và nó hạ xuống các bạn. Vâng các bạn, phía trước kia là cao tốc rồi đó. Chỗ này cách với cao tốc, cách với quốc lộ 1A đoạn này rất là gần, chắc chừng hơn cây số à. Rồi nó đi ra ngoài kia, bắt đầu đi xiên xiên lên phía tây, nó sẽ xe lần quốc lộ hơn đó bạn. Đây cao tốc rồi này. Đoạn đây thì cái đoạn qua xã Mỹ Hiệp thì mấy clip trước gần đây mình có làm thì họ đã lên đá phối nền rồi. Bây giờ thì hơn một tháng bạn, khoảng tháng rưỡi từ cái clip mình quay cao tốc vào đoạn qua xã Mỹ Hiệp này. Bây giờ mình quay trở lại xem như thế nào. Đó các bạn thấy không, xe chở đất chở cát nó chạy trên cao tốc, nó chạy bon bon như thế kia là các bạn cũng biết là đã cái nền nó đã ok rồi. Nền nó rất ok rồi, nó mới chạy bon bon như thế này. Đấy. Còn hơn cây số các bạn, cây mốt vậy đó. Đây, có là người ta làm cái đường cao lên này luôn, không biết sau này họ sẽ bỏ cái đường này. Ô, ngon lành các bạn ơi. Mình đi một vòng cho các bạn xem nha. Ngon lành cành đào luôn nè. Đây là hướng chạy vào Quy Nhơn nè bạn. Hướng chạy vào đoạn Cát Khanh này, Cát Khanh với Cát Hiệp này. Đúng là cái Sơn Hải làm cái đoạn này quá nhanh luôn các bạn. Chỗ Cát Hiệp, Cát Khanh thì còn nằm dưới ruộng á. Ở đây nó đã lên tới phối nền gần xong rồi. Ở đây chắc làm hai bên ta ly nữa thì chắc đổ nhựa bạn. Đó. Quá tuyệt các bạn ơi. Dĩ nhiên mình quay ở dưới rồi, mình sẽ quay trên cao toàn cảnh cho các bạn xem. Video của mình thì mình muốn mọi người xem cùng với mình, giống như là mình đi trên đường vậy đó. Có sao quay dậy và quay nó toàn cảnh, đa dạng, mọi góc nhìn, từ góc dưới đất cũng như là góc ở trên. Đó bạn, chỗ đây thì đoạn này là còn đang đổ đất lên một cái cống vượt đường dân sinh. Đấy. Cống vượt một cái mương bạn. Đó. Qua bên kia thì tiếp tục các bạn. Bên kia tiếp tục. Đây các bạn.
Đó, bên kia cũng cao luôn. Có chỗ đây họ đang thi công cái cống, cái cầu này nó hơi cũng hơi dài đấy. Thì người ta tiếp tục làm cầu và đường thì vẫn còn chạy dưới cái đường tránh. Bên đây là các cái hồ nuôi cá thì phải các bạn. Đây xe đổ đất chạy bon bon đây. Đấy. Xe đổ đất chạy bon bon. Đó, chỗ đây rút ra quầy Mỹ Trinh luôn các bạn. Thẳng ra Mỹ Trinh luôn. Là chắc là ok. Mỹ Trinh là trên Phú Mỹ xíu các bạn. Đường cao tốc qua địa bàn của tỉnh Bình Định thì đoạn Mỹ Hiệp này là nhanh nhất các bạn, làm nhanh nhất. Năm ngoái tháng 5 mình ra thì cũng chưa có gì, chưa giải phóng mặt bằng xong luôn, còn bây giờ thì đã lên phối rồi, phối nền đá rồi, còn vài tháng nữa chắc có thể đưa vào sử dụng cái đoạn này, người dân đi qua lại ngon lành đó. Đó, hiện nay thì các bạn thấy rồi đó, xe cộ chở đất qua đoạn này đi bon bon luôn, đẹp. Cầu các bạn, cầu đây chắc là cầu tại thôn Vạn Thiện các bạn, của xã Mỹ Hiệp. Bữa trước thì mình cập ở thôn Bình Long trong này cây số. Đó, còn đây là Vạn Thiện. Nắng le lưỡi luôn các bạn. Giờ này chắc tầm 10 giờ đúng các bạn, 10 giờ sáng. Bạn thấy này, không có cái hột gió nào luôn này. Đấy. Nắng le lưỡi luôn. Ok các bạn, cao tốc qua Mỹ Hiệp là quá ok luôn. Ngon. Vâng, đây là những hình ảnh từ trên cao các bạn của đoạn cao tốc qua địa bàn của xã Mỹ Hiệp. Trong video này thì mình sẽ cập nhật đoạn từ thôn Vạn Thiện đến thôn Bình Long. Từ hướng này thì sẽ bay vào giáp với xã Cát Hanh của huyện Phù Cát. Vâng đấy, vâng các bạn, đây là hình ảnh của cây cầu trên tuyến cao tốc đoạn qua thôn Vạn Thiện này các bạn. Thôn Vạn Thiện, xã Mỹ Hiệp. Cầu này thì mình chưa biết tên gì, nhưng mà chắc chắn nó sẽ có tên là cầu Vạn Thiện, tại vì phía dưới sông này ở trên tuyến quốc lộ 1A cũng có cái cầu tên là Vạn Thiện. Vâng các bạn, đây là những ảnh mới nhất vào cuối tháng 4 năm 2024 tại công trường cao tốc của qua xã Mỹ Hiệp và tập đoàn Sơn Hải trực tiếp thi công đoạn này. Các bạn cũng có thể là xem những hình ảnh Quy Nhơn City đã quay ở dưới đất rồi đó. Tiến độ thì ổn nhất trong các đoạn của cao tốc thành phố phần qua tỉnh Bình Định. Tiến độ hiện nay thì đã lên đến mức này rồi các bạn, mức các phương tiện có thể di chuyển qua đường cao tốc đang làm này một cách dễ dàng. Đấy, các cầu thì cũng đang trong quá trình hoàn thiện nhanh. Cái này thì khoảng chừng 3 tháng nữa thì sẽ nên hình lên dáng đường cao tốc qua này. Có lẽ thì trong các tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Bình Định thì đoạn xã Mỹ Hiệp là đoạn được thi công nhanh nhất và ổn nhất. Từ hướng này thì máy quay sẽ bay vào giáp với xã Cát Hanh của huyện Phù Cát. Vâng các bạn, trước mắt các bạn đó là một cái núi thuộc đoạn Phước Hanh, Cát Hanh với Cát Hiệp. Bữa trước thì kênh có cập nhật đoạn Cát Hiệp Cát Hanh rồi. Vâng, rất là đẹp các bạn. Và sau đó thì máy quay sẽ bay ngược trở lại từ thôn Vạn Thiện ra thôn Bình Long của xã Phước Hiệp. Vâng, mời các bạn tiếp tục xem hết những video. Vâng, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn của huyện Phú Mỹ dài 19,328 km qua các xã Mỹ Trinh, Mỹ Hòa và Mỹ Hiệp.
đây người ta cũng đang trong quá trình hoàn thiện cái phần đường sắt ở trên và đổ bê tông này các bạn. Dầm giết rồi, xong hết rồi. Đó, mình chạy từ cái cầu này thôn Vạn Thiện sẽ ra thôn Bình Long cho bạn xem ở dưới đất thực tế luôn. Làm như này mới gọi là làm chứ. Làm như này mới gọi là làm các bạn. Làm rẹt. Xong bây giờ có thể bà con có thể chạy xe lên đây được rồi. Bon bon nha bạn, đầm riết rồi mình chạy tốc độ 50 cây số giờ này, chạy bon bon luôn. Đó, đường ra quốc lộ này bạn, chạy qua phía này là chạy qua phía thôn Bình Long. Hai bên cánh đồng các bạn. Đang là chuẩn bị là mùa thứ hai. Xe cho đất, cho các chỉ quân quân trên này. Vâng, đây là thuộc thôn Bình Long này. Phần đây thôn Bình Long này bạn, chạy thẳng ra nữa là chắc là giáp với Mỹ Trinh, Mỹ Hiệp và qua Mỹ Trinh các bạn. Video trước gần đây thì mình đi qua cầu chui chỗ đây nè bạn, cái cầu chui dưới chân đây này, đây này. Ở ngoài quốc lộ đi vào cái đường cái cầu Bình Long đó, đó chui qua đây đó. Hồi đó thì cái cầu này chưa xong các bạn, giờ thì chạy qua lại ngon lành, mới có hơn tháng thôi. Hồi tháng 3 thì phải, đầu tháng 3 các bạn. Khu vực này là tập đoàn Sơn Hải họ làm các bạn. Sơn Hải thì mấy năm qua thì nổi tiếng rồi các bạn, vừa làm nhanh, vừa bảo hành lâu. Đường thì rất là đẹp. Thọ đã từng chạy các con đường mà Sơn Hải làm rồi bạn, trên tùm tùm đó, rất đẹp, không có một cái ổ gà nào, thế mới gọi là đường các bạn. Đó, chạy lúc ra đây các bạn, từ cầu trong chỗ Vạn Thiện mà chạy lúc ra Bình Long đây. Đó, dưới đây cũng có các cái cầu đi qua lại nè bạn. Các bạn ơi, nãy giờ đi mấy cây số rồi, ngon lành nha. Quá tuyệt các bạn. Cứ đường về mà chạy mãi thôi. Bảy ba Sơn Hải các bạn. Ok, dắt nó ra lúc ngoài kia luôn bạn. Tới đây mình dừng video thôi. Đi nữa thì chắc cũng như vậy, cũng ngon lành như vậy. Đó, ngon lành chưa?